Được xem là một trong những cảng cá sầm uất nhất ở Phú Quốc, Kiên Giang, cảng cá An Thới trong những năm qua đã trở thành điểm lý tưởng để ngư dân địa phương mua bán cá và trao đổi hàng hóa. Nằm kế cảng quốc tế, cảng cá An Thới thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã góp phần nâng tầm địa phương khi tiếp nhận hàng hóa và đặc biệt người dân lúc nào cũng nhộn nhịp lên cá và sắp cá vào thùng để chuẩn bị giao cho các bạn hàng ở chợ, nhà hàng và vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và thậm chí xuất khẩu. Đặc biệt, nhiều loại cá biển ở đây như cá chuồn, cá ngân chỉ, cá trích, cá gỏi, cá thu, cá mú, cá bớp, mực được người dân bán với giá phù hợp, dao động từ 20 đến 200 ngàn đồng một kg tùy loại. Từ 5 giờ sáng tới 11 giờ nè, ở đây bà con họ nhờ cái cảng cá này cũng kiếm sống cũng được. Cái lúc mà Covid đó, đóng cửa lại, bà con ở đây là đứng ngồi không yên luôn á. Ghe tàu người ta vô nó đâu có bán buôn được. Nhờ cái cảng cá này mà bà con họ sống cũng được. 9 tháng đầu năm 2024, cá và hàng hóa các loại nhập về thông qua cảng An Thới khoảng 112.287 tấn. Địa phương hiện tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch và xuất khẩu, nhằm thu hút tạo việc làm ổn định cho người lao động.